Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Đã rất lâu rồi tôi có cơ hội để ngồi đây và đánh giá cũng như là cảm nhận về một cái chiếc đồng hồ cùng với các bạn. Vâng, và ngày hôm nay như các bạn đang thấy trước mặt tôi đây, đó chính là chiếc đồng hồ mà tôi hay gọi là hệ mặt trời trên cổ tay. Vâng, nó không ai khác chính là Jacob & Co Astronomia Solar, có giá retail gần 7 tỷ đồng. Thì sau đây thì tôi sẽ có một vài cái cảm nhận về chiếc đồng hồ này. Thứ nhất, chiếc đồng hồ này chính là một thành quả của sự nỗ lực và không kém phần may mắn của thương hiệu Jacob & Co. Trước như năm 2014, phần đa khi nhắc đến thương hiệu Jacob & Co thường liên tưởng đến những chiếc đồng hồ kim hoàn đắt giá, nạm nhiều kim cương, đá quý. Sản phẩm thời điểm bấy giờ vẫn ít mang tính chất cơ khí, chưa có nhiều đột phá trong thiết kế. Tuy nhiên, nhà Jacob đã đem đến Bezoar 2014 một chiếc đồng hồ tốn rất nhiều giấy mực cho đến ngày hôm nay. Đó chính là chiếc đồng hồ đang trên tay tôi đây, Astronomia. Thời điểm đó, khi đọc những bài báo viết về chiếc đồng hồ này của Jacob, cảm xúc của tôi thì luôn luôn dâng trào một cái cách mãnh liệt. Ước mơ của tôi ngày ấy chỉ đơn giản là được ngắm nhìn thực tế nó mà thôi. Thế nhưng, năm 2018, tôi rất là may mắn khi đạt được nhiều hơn những mơ ước ấy. Việc đàm phán giữa Gia Bảo Luxury và Jacob & Co để đưa được chiếc Astronomia Solar về Việt Nam cũng là một điều rất là may mắn. Vì chỉ có 101 chiếc được sản xuất và phiên bản với những tiểu hành tinh mà đá quý thiên nhiên được cắt gọt này lại được săn đón nhiều nhất. Vâng, như các bạn đang thấy, vũ trụ, thiên văn, hệ mặt trời, ý tưởng thiết kế tuyệt đẹp, chưa bao giờ là lỗi mốt. Cảm hứng thiết kế này thì đã có từ rất là lâu đời, xuất hiện trên những đồng hồ quả quýt cổ có tuổi đời cả trăm năm. Tuy nhiên, để vận dụng và đưa vào một chiếc đồng hồ đeo tay sao cho gọi là đẹp ấy, lại không hề đơn giản một tí nào. Những thương hiệu lâu đời giàu truyền thống như Patek Philippe, Jaeger LeCoultre hay là Vacheron, cho đến những thương hiệu độc lập đều có những góc nhìn bầu trời sao theo cách riêng của họ. Và Jacob cũng thế, họ đưa đến cho những người thèm khát đồng hồ thiên văn một lăng kính hoàn toàn khác, một góc nhìn mà tôi gọi là dị biệt. Tôi tin chắc rằng thiết kế Astronomia của Jacob sẽ gắn liền với họ cho đến mãi về sau, một iconic mới về những siêu đồng hồ không chỉ để xem giờ. Nếu phong cách của bạn là đồng hồ nặng vàng, nhiều kim cương đá quý thì Astronomia không phải là sự lựa chọn phù hợp. Thiết kế vỏ bằng chất liệu vàng hồng, tuy nhiên là kính sapphire được tận dụng tối đa với mục đích giúp chúng ta dễ dàng chiêm ngưỡng những chi tiết đắt giá bên trong. Đường kính lên đến 44,5mm, mặt kính lồi lên tới 21mm. Không nhầm đâu các bạn ạ, 21mm. Đó, như các bạn đang thấy, nó như là nửa bán cầu luôn đó. Vậy, bên trong Astronomia có những gì? Đầu tiên, đó chính là cầu dẫn tới đồng hồ hiển thị thời gian. Đây, như các bạn đang thấy, đó. Với kim giờ và kim phút được nung xanh với kích thước to bản, độ tương phản cao so với nền mặt số, do đó chúng ta cũng không quá khó khăn khi xem giờ. Vâng, và cầu nối thứ hai, đó chính là tới bộ tourbillon. Đây chính là flying tourbillon với logo đặc trưng của Jacob & Co. Rồi, như các bạn đang thấy, đó, được quay trên hai trục, trục ngang tương ứng với 60 giây và trục dọc là 10 phút trên một vòng quay. Tiếp đến, đó chính là cầu nối thứ ba dẫn tới mô hình trái đất. Mô hình này được làm từ một khối vàng nguyên khối, được sơn mài cái lớp vỏ màu xanh tượng trưng cho những vùng biển mặn. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Jacob & Co Astronomia Solar sẽ là thiếu sót khi không nhắc đến điểm nhấn là những tiểu hành tinh bằng đá quý được cắt vát bằng công nghệ độc quyền của Jacob lên tới 288 lát cắt. Hình tượng mặt trời đây, như bạn đang thấy đó, chính là viên đá bằng thạch anh vàng với trọng lượng xấp xỉ 1,5 carat. Ngoài ra còn có thạch anh tím đây với trọng lượng là xấp xỉ 1,18 carat. Ngọc thạch liệu, một viên màu đỏ rất là đẹp, đỏ rực
rất là đẹp. Theo như tôi được biết thì bên này tượng trưng cho sao Hỏa. Đó. Với trọng lượng xấp xỉ 1,2 carat và đây, thạch ánh khói có phần nhỏ hơn. Xấp xỉ 0,6 carat. Rất là lấp lánh đúng không ạ? Tất cả đều được đặt trên nền mặt số là đá Aventurine. Đây là dạng đá thạch anh có màu xanh đậm, chứa các tạp chất khoáng sản bên trong tạo cho đá một hiệu ứng lấp lánh tuyệt vời. Tôi thì thấy rất giống một bầu trời đêm, hiếm mây và nhiều sao. Để tạo nên một cái hiệu ứng chuyển động đẹp như thế này, cái mặt số này các bạn có thể nhìn thấy là nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Còn tất cả những cái bộ phận như cái cây cầu này, gắn với cả bộ tourbillon này, đồng hồ hiển thị này, trái đất này, hay những tiểu hành tinh thì quay xuôi theo chiều kim đồng hồ. Đó, nó tạo nên một hiệu ứng vô cùng đẹp mà các bạn có thể chiêm ngưỡng video timelapse của chúng tôi. Tiếp đến thì cái bộ máy cơ khí được sử dụng trong Astronomia Solar chính là Calibre mang tên GCAM19 với 444 chi tiết. Cái cỗ máy này thì được làm ra từ cái chất liệu titanium siêu bền, siêu nhẹ, chuyên dùng để chế tạo vỏ của tàu ngầm và tàu vũ trụ. Một chút thông tin về cái bộ tourbillon này, đó là tourbillon hoạt động với cái tần số là 4 Hz, xấp xỉ 28.800 nhịp trên một giờ. Còn thời lượng chữ cót của chiếc đồng hồ này thì lên đến 48 tiếng. Một điều để nốt cho các bạn biết ấy, là chiếc đồng hồ này không phải là một chiếc đồng hồ tự động mà là một chiếc đồng hồ lên cót bằng tay. Đây, ở đây tôi không tiện để lên cót, thế nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn một chút. Đó chính là đây, cái phần này quay theo chiều mũi tên hai bên là để chỉnh giờ của đồng hồ. Và đây, đây chính là bộ phận để lên cót, thì chúng ta sẽ quay theo chiều của mũi tên. Đó, thì sẽ lên cót cho đồng hồ. Cuối cùng, đấy chính là đeo đồng hồ hệ mặt trời Jacob & Co. Astronomia Solar như thế nào cho đúng? Đây là một cái câu hỏi vui mà tôi đặt ra thôi. Chiếc đồng hồ này, như các bạn đã chiêm ngưỡng, có thể nói là một tuyệt tác. Đẹp một cách mỏng manh và dễ vỡ theo đúng nghĩa. Vậy, sử dụng như thế nào cho đúng? Đầu tiên, tôi sẽ khẳng định với các bạn, đây không phải là một chiếc đồng hồ để đeo được hàng ngày. Đi chơi, đi bơi, đá bóng, thậm chí là đi tản bộ thôi. Không nên. Lý do vì sao? Vì cơ cấu của chiếc đồng hồ này rất là mỏng manh và dễ vỡ. Thiết kế lồi của kính sapphire dễ bị va đập. Và hậu quả nếu khi nó vỡ thì chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Chi phí khắc phục vô cùng đắt đỏ, cũng như là thời gian chờ đợi thì khá là lâu. Vậy chiếc đồng hồ này thì xuất hiện và phù hợp khi nào? Đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi nhé. Đó chính là chiếc đồng hồ này chỉ nên xuất hiện ở những sự kiện vô cùng quan trọng, những sự kiện mà gặp những đối tác lớn, hay là những sự kiện mà có nhiều người nổi tiếng, thì Astronomia Solar mới có những người bạn xứng tầm.